AK Sới thì nên video review dòng xe AB017/2018 với phần mặt nạ lắp đặt đèn trợ sáng L4X, hoạt động hai chức năng on off và chức năng passing đá đèn, và là công tắc dùng để tắt mở đèn trợ sáng đặt ngay vị trí này. Công tắc on off tắt mở đèn trợ sáng các bạn hãy sử dụng công tắc như trên video hoặc là chọn công tắc led, và đây là công tắc passing NH thay thế cho công tắc phát phai dinh của xe, tích hợp thêm chức năng passing đá đèn. Và khi đá đèn thì sẽ đá đèn được đèn trợ sáng và đèn pha trên ngang đèn chính của xe. Mình xin nói thêm, khi các bạn chọn lắp passing NH như thế này, đối với một số dòng xe sử dụng công tắc NH thì khi các bạn mở đèn ở chế độ pha sẽ có hiện tượng đèn trợ sáng sẽ sáng chung với công tắc pha. Nhưng ở video này mình sẽ xử lý chỉ khi nào các bạn passing thì mới đá đèn trợ sáng và đá đèn pha. Khi các bạn bật code pha thì vẫn là như bình thường, chỉ tắt mở đèn code pha của xe. Và mình xin nói lại, khi các bạn chọn lắp passing NH này, sẽ có trường hợp khi các bạn mở đèn ở chế độ pha như thế này thì sẽ sáng luôn đèn trợ sáng. Đó là hiện tượng tối điện bình thường. Các bạn có nhu cầu khi mở pha chỉ sáng đèn pha, không sáng đèn trợ sáng, vẫn có cách xử lý như trên video này. Mình sẽ xử lý là khi mở đèn pha chỉ sáng ngăn đèn pha của xe, không sáng đèn trợ sáng. Đèn trợ sáng chỉ sáng khi nào các bạn tác động vào công tắc phụ này để mở đèn trợ sáng. Còn khi passing đá đèn thì các bạn nhấn xuống, thì khi đó passing được cả hai, là passing cả đèn trợ sáng và passing ngăn đèn pha của xe. Đó là hai điểm khác biệt của phần passing NH khi lắp thêm trợ sáng. Đó tùy theo yêu cầu của bạn khi lắp đặt, các bạn hãy chọn phương án nào cũng được hết. Và bây giờ các bạn mở đèn code thì các bạn passing. Lúc này đang mở đèn code các bạn passing. Các bạn hãy gõ sẽ đá đèn trợ sáng và ngăn đèn pha bên dưới. Rồi bây giờ các bạn mở đèn pha. Đây. Và mở pha thì các bạn thấy rõ chỉ ngăn đèn pha sáng đèn, phần đèn trợ sáng không sáng. Lúc này các bạn muốn mở thêm đèn trợ sáng thì các bạn tác động vào công tắc phụ. Đó, để các bạn mở trợ sáng. Rồi bây giờ các bạn passing. Là passing cả đèn trợ sáng và ngăn đèn pha. Đây, đây là passing. Tắt hết công tắc đèn, mình passing vẫn passing được đèn trợ sáng và ngăn đèn pha. Ở vị trí mặt nạ này các bạn hãy chọn lựa L4 hay L4X là tùy theo yêu cầu của bạn. Đối với những dòng xe AB như thế này, các bạn lắp ngay vị trí mặt nạ thì độ thẩm mỹ đèn sẽ cao hơn, và đèn các bạn sẽ được bảo vệ an toàn, tránh hiện tượng bị mất cấp so với đặt ở vị trí chân kiến hoặc là ở vị trí chân phục. Các bạn đặt đèn vào mặt nạ thì các bạn thấy rất là gọn, và đèn sẽ được bảo vệ, tránh hiện tượng mất cấp. Passing. Mở đèn pha. Passing đá đèn. Mở đèn trợ sáng. Video được thực hiện bởi AK Shop.